Xin chào các bạn, Ami rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi hôm nay. Các bạn thân mến, hè năm nay đối với học sinh đến muộn hơn, thời gian nghỉ ngắn hơn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các em vừa được đón nhận vài tuần nghỉ hè thì Quảng Nam lại tái bùng phát dịch, khiến các em năm nay trải qua một mùa hè rất khác so với mọi năm. Còn nhớ dịp hè năm 2019, thành phố Tam Kỳ có nhiều hoạt động hè sôi nổi với nhiều chương trình, nội dung thiết thực. Bên cạnh tổ chức các lớp năng khiếu, thành đoàn Tam Kỳ tập trung vào các hoạt động giáo dục truyền thông, kỹ năng sống, tăng cường khả năng ngoại ngữ, tin học cho thanh thiếu nhi. Các đoàn cơ sở cũng tạo điều kiện để học sinh tham gia các hoạt động chung tay vì cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường trong dịp hè. Các buổi sinh hoạt còn tập trung vào các chủ đề tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, dạy bơi, cứu đuối, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên. Đặc biệt, thành phố tổ chức cuộc thi vẽ tranh để các em yêu thích mỹ thuật tham gia tranh tài. Năm nay, trong khoảng thời gian dịch Covid-19 chưa tái bùng phát, thành đoàn và phòng giáo dục và đào tạo thành phố Tam Kỳ phối hợp tổ chức cuộc thi vẽ tranh bích họa góc phố xanh tại khuôn viên Tiểu Hoa Viên, đường Ngô Thị Nhậm, tường rào trường Trung học Cơ sở Nguyễn Huệ, phường Hòa Hương. Cuộc thi là dịp để giáo viên, các em đội viên và nhi đồng thể hiện tài năng của mình, qua đó góp phần xây dựng thành phố Tam Kỳ ngày càng xanh, sạch đẹp. Với chủ đề Tam Kỳ quê hương em, 24 liên đội tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tham gia hội thi vẽ gần 50 bức bích họa tại tường rào trường Trung học Cơ sở Nguyễn Huệ. Trước đó, các liên đội đã gửi các bức tranh được vẽ trên giấy A3 về cho ban tổ chức hội thi lựa chọn ra những bức tranh đẹp nhất và phù hợp nhất để thể hiện trên tường rào. Nhằm phát huy vai trò của đội viên thiếu nhi và các thầy cô giáo mỹ thuật trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, thành đoàn phòng giáo dục đào tạo thành phố phối hợp tổ chức cuộc thi vẽ tranh bích họa năm học 2019-2020. Đây là công trình nhằm góp phần chung xây dựng thành phố Tam Kỳ ngày càng văn minh, xanh sạch đẹp. Hội thi là dịp để các liên đội gặp gỡ, giao lưu, là nơi để các học sinh thể hiện năng khiếu và đam mê mỹ thuật. Qua đây sẽ làm thay đổi diện mạo của trường Trung học Cơ sở Nguyễn Huệ và tăng thêm mỹ quan cho tuyến phố Ngô Thị Nhậm, phường Hòa Hương. Đây cũng là công trình góc phố xanh thứ 10 trên toàn địa bàn thành phố Tam Kỳ. Hội thi vẽ tranh tường nhằm làm cho cảnh quan thành phố đẹp hơn, sạch hơn, góp phần thêm nhiều đoạn đường, con đường của thành phố Tam Kỳ được làm đẹp bằng những đường tranh, đồng thời giáo dục cho học sinh tình yêu quê hương, đất nước, bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh trường lớp, góp phần tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, bồi dưỡng năng khiếu thẩm mỹ, tạo điều kiện cho các bạn tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật lành mạnh. Hội thi còn tạo điều kiện gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc đẩy mạnh các hoạt động giáo dục học sinh về tinh thần và tình yêu quê hương, vẻ đẹp của đất nước, khuyến khích phong trào mỹ thuật thiếu nhi trong nhà trường, tạo điều kiện cho các bạn tham gia các hoạt động ngoại khóa bổ ích bên cạnh những giờ học chính khóa của trường. Thảo Vi là một họa sĩ nhí của trường Trung học Cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Tam Kỳ. Hè năm nay, em đã được tham gia cuộc thi vẽ tranh bích họa góc phố xanh trong thời gian dịch chưa bùng phát. Còn sau đó, em đã trải qua những ngày hè đảm bảo an toàn mùa dịch với nhiều việc làm bổ ích. Ngoài việc học online, offline như bạn bè cùng trang lứa, em cũng chỉ bảo thêm cho cậu em trai học lớp 5 những kiến thức mới để bước lên một lớp học cao hơn. Hai chị em còn phụ giúp mẹ làm những mặt nạ tránh giọt bắn phòng chống virus SARS-CoV-2 để dành tặng cho các y bác sĩ hay những người phục vụ công tác phòng chống dịch nơi tuyến đầu. Mỗi một sản phẩm làm được là một món quà ý nghĩa của hai chị em. Ngoài ra, để cho những ngày nghỉ học của mình thật sống động, em còn là một nhà thiết kế thời trang nhỏ tuổi, thiết kế những bộ trang phục đầy màu sắc, vui tươi và ngộ nghĩnh cho búp bê giấy thân yêu của mình. Hè năm ngoái là con được đi du lịch cùng với gia đình, được chụp ảnh rồi đi được nhiều nơi, nhưng mà trong hè năm nay thì con ở nhà do tình hình dịch. Con ở nhà để học online, vui chơi. Ngoài ra thì con còn có vẽ tranh và làm những cái mũ để trắng mấy cái giọt bắn để tặng cho các người làm công tác chống dịch. Còn đối với Gia Bảo, học sinh trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, thì em trải qua những ngày nghỉ cách ly ở nhà như thế nào?
Em không chỉ tự học trong sách giáo khoa những kiến thức mới của năm học lớp 8, mà còn học nâng cao để trau dồi tài năng tiếng Anh của mình. Em lựa chọn học thêm trên Internet qua các video clip, các bài học về ngữ pháp, giải các bài toán, v.v. Ngoài ra, em còn lên mạng tìm những bộ phim hoạt hình yêu thích bằng tiếng Anh để trau dồi, nâng cao kỹ năng nghe, hiểu của mình. Hay em tìm những ca khúc tiếng Anh yêu thích để hát theo, giúp khả năng nghe nói chuẩn xác hơn. Em còn tranh thủ thời gian dạy cho em trai của mình học đánh vần, làm toán. Quỹ thời gian của em được sử dụng rất hữu ích, giúp cho những ngày nghỉ hè trải qua không hề nhàm chán. Bạn Minh Tâm, học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Tam Kỳ, lại có một kỳ nghỉ hè cũng rất thú vị. Do diễn biến mới của tình hình dịch bệnh COVID-19, nên Minh Tâm dành phần lớn thời gian ở nhà để tự học, tự giải trí. Tâm tự đọc và tìm hiểu các kiến thức trong sách giáo khoa để bước vào năm học mới tự tin hơn. Thời gian này, các em không đi học thêm, học phụ đạo, nên ở nhà tự học cũng là một cách hay để từng bước nắm vững tri thức. Đây cũng là phương pháp học chủ động, tích cực, giúp học sinh tự tin trong học tập. Em dành thời gian đọc truyện, tìm kiếm những ý nghĩa cao đẹp trong từng trang văn. Mỗi câu chuyện là một bài học hữu ích, bồi đắp cho tâm hồn em thêm cao thượng. Tâm cũng đã từng tham gia rất nhiều hội thi, hội diễn và đạt nhiều giải thưởng ca hát. Em có niềm đam mê với các loại nhạc cụ và chơi được nhiều loại như trống ca dong, đàn guitar, đàn piano. Đây là những thú vui bổ ích của em trong những ngày cách ly xã hội. Là vì dịch bệnh cho nên là chuyến đi Đà Lạt của gia đình của con đã hoãn lại, cho nên con ở nhà con dành thời gian của mình để tập đàn, sử dụng thời gian để đọc sách và khám phá nhiều thứ hay trên Internet, cũng như là kết bạn với bạn bè ở bốn phương qua mạng xã hội Facebook hay là các mạng xã hội như Instagram, Zalo, và mình học được rất là nhiều điều từ mạng xã hội. Và cũng dành thời gian rất là nhiều để tập làm việc nhà và chăm sóc cho gia đình. Vì mùa hè năm nay là có dịch bệnh cho nên con không thể đi học kèm học hè được, cho nên là ở nhà con đã tự lấy sách giáo khoa lớp 9 ra xem trước các bài tập bài học để vững vàng bước vào năm học lớp 9 hơn. Đa số các em học sinh của chúng ta đều phải tự học, tự tìm thú vui tại nhà. Em thì học trong sách giáo khoa, em thì học nâng cao, em thì đọc truyện, tập đàn, tập thể dục. Những ngày hè này rất đặc biệt, lần đầu tiên cha mẹ và các em nói riêng cũng như toàn thể xã hội nói chung rơi vào tình huống bất đắc dĩ như thế này. Gia đình, nhà trường và xã hội đã lên kế hoạch chuẩn bị cho các em một kỳ nghỉ hè ngắn nhưng đầy đủ và ý nghĩa. Nhưng dịch bệnh tái bùng phát khiến một lần nữa các kế hoạch dành cho học sinh đều phải dừng lại không thời hạn. Nhiều em học sinh đã xác định được tinh thần cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, nên các em ý thức được việc mình phải chủ động sắp xếp thời gian biểu của chính bản thân để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày thú vị, không hề nhàm chán. Trong những ngày hè này, các em học sinh cùng thực hiện giãn cách xã hội ở nhà. Mỗi phụ huynh, mỗi gia đình cũng đã xác định được việc phải chung tay với toàn xã hội để đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời quản lý khoảng thời gian của các em. Cha mẹ là người khuyến khích, động viên các em tự học, tự vui chơi giải trí tại nhà. Các kế hoạch vui hè của các em đã không thể diễn ra như dự định ban đầu. Cha mẹ động viên để con em không buồn và tìm kiếm nguồn vui từ sách vở, sử dụng năng khiếu cá nhân để trải qua những ngày hè đặc biệt này. Năm nay thì do tình hình dịch, cho nên gia đình đã hoãn lại và chuyến đi Đà Lạt trong dự định để là chung tay phòng chống dịch bệnh mà không lây lan cho nên chị. Để phòng tránh có hiệu quả hơn theo lời kêu gọi của cả nước thì gia đình đã phòng lại, đã dừng lại các chuyến đi để đảm bảo sức khỏe của nhà cũng tốt hơn cũng như là cho cộng đồng tốt hơn. Một địa chỉ tin cậy để các em lui tới tấp nập trong dịp hè là Thư viện Quảng Nam.
Thư viện tỉnh Quảng Nam và hệ thống thư viện công cộng tại các địa phương trong toàn tỉnh đã nỗ lực rất nhiều để đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin phục vụ học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí của học sinh nói riêng, nhân dân toàn tỉnh nói chung. Nhằm nâng cao hơn nữa phong trào đọc sách báo trong cộng đồng, Thư viện tỉnh Quảng Nam không ngừng cải thiện công tác chuyên môn. Tại các phòng đọc của Thư viện tỉnh, các em học sinh được tự chọn các loại sách và có không gian thoải mái để đọc những cuốn sách mà mình yêu thích. Có rất nhiều đầu sách từ truyện tranh, truyện chữ đến các loại tạp chí, sách khoa học, sách nghiên cứu, sách nâng cao, v.v. dành cho học sinh. Ngoài ra còn có những đầu sách khác như truyện, tiểu thuyết, sách chuyên ngành dành cho người lớn. Thư viện còn được đầu tư dàn máy vi tính để độc giả tra cứu thông tin thuận tiện và nhanh hơn. Trong thời gian giãn cách xã hội này thì việc mượn sách đem về là phương pháp lý tưởng nhất. Thư viện đã đưa ra những giải pháp linh hoạt để các bạn đọc dễ dàng hơn trong việc mượn sách. Bạn đọc được mượn nhiều sách hơn, thời gian mượn được kéo dài hơn. Tất cả đều vì mục tiêu chung, đó là bạn đọc được tiếp cận nguồn sách ổn định trong khi vẫn đảm bảo an toàn trong mùa dịch. Trước tình hình diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 thì lượng bạn đọc có những biến động. Lượng bạn đọc mượn sách về nhà thì duy trì, nhưng mà lượng bạn đọc tại chỗ thì là giảm sút. Trước tình hình diễn biến phức tạp đó thì Thư viện tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm các cái phương án phòng chống dịch. Thứ nhất là ngay từ đầu chúng tôi đã triển khai cái việc là ghi thông tin của bạn đọc để sau này có thể truy vết. Cái thứ hai là chúng tôi thực hiện cái việc sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn khi vào thư viện. Và để đảm bảo phục vụ bạn đọc tốt hơn trong cái tình hình dịch bệnh thì Thư viện tỉnh đã triển khai một số cách thức mới. Chúng tôi đã mở cái kho mở để cho bạn đọc thiếu nhi được mượn sách về nhà với số lượng phù hợp và thời gian thích hợp. Đối với bạn đọc mượn sách về nhà thì truyền thống thì chúng tôi là tăng cái lượng sách, có số lượng sách bạn đọc được mượn một lần lên gấp 3 lần và thời gian thì sẽ kéo dài hơn. Kỳ nghỉ hè năm nay, học sinh được nghỉ từ 5 đến 6 tuần nhưng các kế hoạch đảo lộn. Các em học sinh tỉnh ta chỉ thực sự được nghỉ hè 2 đến 3 tuần thì dịch bệnh lại tái bùng phát. Chính vì vậy, các em học ít hoặc không được tham gia các hoạt động do địa phương và các đoàn thể xã hội khác tổ chức. Những hoạt động vui hè lành mạnh cho các em như hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật, đảm bảo các kỹ năng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống các tai nạn, rủi ro khác hay các cuộc thi năng khiếu đã lên kế hoạch chuẩn bị triển khai đều bị dừng lại. Một năm qua, việc học của các em trải qua nhiều giai đoạn khó khăn và các em đã hoàn thành năm học. Và mùa hè này, các em lại một lần nữa chuyển hướng các kế hoạch vui chơi của mình sao cho an toàn cho bản thân và xã hội. Qua những khó khăn của cuộc sống, các em sẽ học được cách thích nghi, thay đổi một cách uyển chuyển trong học tập và cuộc sống. Và đây cũng là kỷ niệm đáng nhớ của năm học 2019-2020 mà nhiều em sẽ không thể nào quên trong quãng đời học sinh của mình.